Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. FIFA nhận hàng loạt phản đối vì ưu ái Messi. Sức ảnh hưởng của M10 lan rộng toàn MLS. Việc Inter Miami của Lionel Messi mới gần đây được quyết định là đội được chọn cho việc tham gia Club World Cup 2025 đã gây ra sự phẫn nộ từ các đối thủ tại MLS. FIFA đang phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích. Cách đây ít ngày, đích thân chủ tịch của FIFA Gianni Infantino tuyên bố Inter Miami đủ tư cách tham dự Club World Cup 2025 bởi vì họ đã chứng minh được là một trong những câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới. Tuyên bố khoa trương này đã khiến cho tất cả phải kinh ngạc, bởi vì một đội bóng được thành lập năm 2018 mới còn non trẻ, chưa phải là xuất sắc nhất của nước Mỹ. Họ vừa đứng đầu Super Series, tức là vòng đấu tính điểm khu vực miền Đông của giải nhà nghề Mỹ, và vẫn phải qua vòng playoff mới đoạt được cúp MLS Cup. Trong một nỗ lực tạo nên một giải đấu cấp câu lạc bộ cạnh tranh với Champions League của châu Âu, thì FIFA đã mở rộng Club World Cup lên 32 đội. Tiêu chí tham dự khá là rắc khe, chỉ dành cho những đội vô địch châu lục và một số ít đội có thành tích tốt, ổn định trong các giải châu lục thông qua bảng xếp hạng. Vậy nhưng Inter Miami đã trở thành đội thứ 31 góp mặt trong Club World Cup và câu lạc bộ duy nhất đủ điều kiện dựa trên thành tích mọi giải trong nước. Đúng là Mỹ là chủ nhà của Club World Cup 2025 thật đấy, và xứng đáng có một suất đặc cách. Nhưng mà thay vì đợi đến khi xác định danh tính nhà vô địch MLS Cup hoặc là chỉ định đương kim vô địch MLS Columbus Crew, FIFA đã vội vã chọn Inter Miami chỉ vì đứng đầu bảng xếp hạng khu vực miền Đông, đồng thời bỏ qua miền Đông đối với Los Angeles FC là đội đã đăng quang. Chính cái tờ New York Times của Thụy Mỹ đã không tán thành cách làm của FIFA này. Quyết định vụng về này đã khiến cho FIFA tự đặt mình vào thế bị chế nhạo, và danh tiếng giải đấu được giới thiệu là vĩ đại nhất, toàn diện nhất, toàn cầu cấp câu lạc bộ đã bị giáng một đòn mạnh. Họ đã viết thế. Theo tờ AS của Tây Ban Nha cho rằng, sự yêu ái của FIFA dành cho Inter Miami chỉ đơn giản là vì danh tiếng của Lionel Messi thôi. Trong bối cảnh phải vật lộn để bán bản quyền truyền hình cũng như là thu hút các hợp đồng thương mại của Club World Cup, sự hiện diện của Messi sẽ khiến cho công việc này trở nên dễ hơn. Ngoài ra, chứng kiến của những sân vận động của MLS được lấp đầy ở mỗi nơi Messi đi qua, FIFA tin rằng khán giả sẽ còn đông hơn nữa, lượng xem truyền hình cũng sẽ tăng vọt hơn nữa nếu như Messi chạm trán các đội bóng lớn đến từ châu Âu như là những kình địch một thời Real hay là Man City, câu lạc bộ được dẫn dắt bởi ông thầy cũ Pep Guardiola. Club World Cup 2025 khởi tranh vào ngày 15 tháng 6 2025 trên 12 sân vận động khắp nước Mỹ. Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào 10 tháng 12 tới, sau khi xác định đội thứ 32 góp mặt là nhà vô địch Copa Libertadores vào năm 2024. Khi Lionel Messi đặt chân đến Miami, ít ai có thể hình dung anh sẽ tạo nên một cuộc cách mạng lớn như vậy đến toàn MLS. Từ một đội bóng chìm sâu trong khủng hoảng, Inter Miami bất ngờ vươn lên trở thành thế lực thống trị tại MLS. Sự xuất hiện của siêu sao Argentina không chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng chuyển nhượng, mà còn là một cú hích mạnh mẽ, thổi bùng ngọn lửa đam mê và khát khao chiến thắng trong lòng các cầu thủ cũng như người hâm mộ. Từ một đội bóng khủng hoảng đến thành công. Trước khi Messi đến, Inter Miami chỉ là một đội bóng bị coi thường thôi, không có nhiều cơ hội cạnh tranh, thậm chí những mục tiêu mà đề ra ban đầu cũng tỏ ra xa vời. Tuy nhiên, ngay từ những trận đầu tiên của Messi, Inter Miami lại nhanh chóng lột xác. Sự xuất hiện của Messi như là một phép màu, biến Inter Miami từ một đội bóng trung bình trở thành một thế lực đáng gờm. Chỉ trong một mùa giải, câu lạc bộ này đã lật ngược được tình thế, tích lũy được 74 điểm, vượt qua kỷ lục 73 điểm trước đó của New England Revolution năm 2021, khẳng định một bước tiến thần tốc của câu lạc bộ. Nếu như trước đây MLS là một hồ nước tĩnh lặng,
thì sự xuất hiện của Messi tạo lên những cơn sóng thần. Cùng với những ngôi sao khác, anh biến MLS thành một đại dương sôi động, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Sự xuất hiện của Messi tại MLS đã làm thay đổi hoàn toàn về quan niệm về giải đấu. Từ một bến đỗ cuối sự nghiệp, giải đấu giờ đây trở thành một điểm đến thú vị của những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Sự có mặt của Messi cùng với những đồng đội cũ tại Barca nâng tầm MLS lên một tầm cao mới, chứng tỏ rằng giải đấu này hoàn toàn có đủ sức cạnh tranh với các giải đấu hàng đầu châu Âu. Messi thổi một làn gió mới vào MLS, biến giải đấu từ một sân chơi ở khu vực thành một thương hiệu toàn cầu. Sự xuất hiện của anh này thu hút hàng triệu người hâm mộ mới, dù lượng vé bán ra tăng gấp đôi, thu hút các nhà tài trợ đầu tư hàng đầu thế giới. MLS giờ đây không chỉ là một giải đấu bóng đá, mà họ còn là một sản phẩm giải trí hấp dẫn, mang lại lợi nhuận siêu khổng lồ. Trước khi Messi đến, thì việc bán áo đấu của Miami diễn ra rất chậm. Nhưng mà kể từ khi anh khoác áo lên mình chiếc áo số 10, tình hình lại hoàn toàn thay đổi. Các cửa hàng bán lẻ liên tục cháy hàng, và áo đấu của Messi trở thành một hạt hàng hot được săn lùng trên toàn thế giới. Câu lạc bộ thực sự trở thành một mỏ vàng nhờ vào sức hút của siêu sao Argentina. Alfonso Modero là một giám đốc điều hành tại MLS, chia sẻ về tác động của Messi. Mọi nơi anh ấy thi đấu, sân vận động đều chật kín người. Chúng tôi thấy nhiều áo đấu của Inter Miami hơn cả áo đấu của đội chủ nhà. Điều này thể hiện một hiện tượng mới trong bóng đá của Bắc Mỹ. Rõ ràng Messi không chỉ thay đổi số phận của Inter Miami, mà còn là động lực để các giải đấu nhìn lại và cải tiến. Từ cách tiếp thị đến cách tương tác với người hâm mộ. Messi không đến Mỹ để chơi. Về chuyên môn thì sự hòa nhập của Messi với Inter Miami không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn, mà còn ở vai trò dẫn dắt và tạo cơ hội cho đồng đội của mình. Anh giúp đội bóng này tìm thấy sự tự tin mới, khiến lối chơi trở nên chặt chẽ và mạnh hơn. Những đường chuyền chính xác, khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu, Messi đã biến cho Inter Miami trở thành một đội bóng đầy nguy hiểm, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào. Các cầu thủ khác của Inter Miami cũng nhanh chóng thích nghi với phong cách của Messi. Họ hiểu hơn các bước di chuyển và lối chơi tinh tế mà anh này mang lại. Đây là lý do vì sao Inter Miami giờ đây thi đấu với mục tiêu rõ ràng, tinh thần rất là quyết chiến, thứ mà trước đây họ vẫn còn thiếu. Chỉ trong vài ngày, Messi ghi tổng 6 bàn thắng từ vòng loại World Cup 2026 đến MLS. Anh thể hiện sự hiệu quả đến đáng kinh ngạc. Trong khi nhiều cầu thủ vẫn còn vật lộn để ghi được một bàn thắng trong cả mùa giải, thì Messi lại dễ dàng lập được hat-trick như là một thói quen. Sự khác biệt giữa anh và các cầu thủ là quá rõ ràng. Với thành tích xuất sắc trong mùa giải, Inter Miami chuẩn bị bước vào vòng đấu loại trực tiếp của MLS với một kỳ vọng rất là lớn. Họ sẽ chạm trán với đội thắng trong trận đấu giữa Montreal và Atlanta United. Với Messi trong đội hình, Miami chính là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu MLS Cup. Người hâm mộ kỳ vọng rằng cựu sao của Barca và Paris Saint-Germain sẽ tiếp tục làm nên phép màu để đưa câu lạc bộ này đến chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của họ. Sự hiện diện của Messi tại Inter Miami trở thành một cột mốc quan trọng. Anh mang lấy một buồng gió mới cho câu lạc bộ, vực dậy một đội bóng đang gặp khó khăn, thổi bùng sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ. Khi mà Inter Miami bước vào vòng playoff, thế giới bóng đá đang háo hức theo dõi những bước tiếp theo của Messi. Những thành tích của anh tại Mỹ mới chỉ bắt đầu, và có khi còn nhiều điều kỳ diệu đang chờ đón trong tương lai. Messi không chỉ ghi dấu ấn bằng những bàn thắng hay là danh hiệu cá nhân, mà còn trở thành biểu tượng cho sự thay đổi và khơi gợi cảm hứng trong bóng đá. Anh đã chứng minh bóng đá không chỉ là cuộc chơi của các đội bóng, mà còn là sân khấu của những cá nhân xuất sắc. Đối với anh, hành trình của Inter Miami sẽ còn tiếp tục, và tiềm năng của họ là vô tận.